bạn lớp 6 hỏi thầy cái bài tập liên quan tới lũy thừa và chia hết. Đề bài là cho biểu thức A bằng tổng các lũy thừa như thế này đây, từ 2 mũ 1, 2 mũ 2 cho tới 2 mũ 60. Và yêu cầu là chứng minh rằng A chia hết cho 3. Thế thì nói về chia hết cho 3 ấy, có thể trong đầu bọn con sẽ nảy ra cái dấu hiệu chia hết cho 3. Đó là tổng các chữ số mà chia hết cho 3 thì một số nó sẽ chia hết cho 3. Nhưng mà ở bài này thì người ta sẽ không thể viết được a thành cụ thể là một số bao nhiêu đâu để mà tính tổng các chữ số, đúng không nào? Vậy thì cái hướng đó là không sử dụng được. Thế thì chia hết cho 3 còn có cái ý nào nữa? Đó là tính chất chia hết của một tích. Là gì? Chúng ta phải nhắc lại vào đây với nhau. Nếu a chia hết cho 3 thì cái tích a nhân m cũng chia hết cho 3. Tức là gì? Trong một tích mà nếu có một thừa số chia cho ba rồi thì cái tích đó nó sẽ chia hết cho ba hoặc cụ thể hơn là nếu cái tích a lớn mà mình biến đổi được về thành 3 nhân với biểu thức b chẳng hạn thì rõ ràng suy ra a sẽ phải chia hết cho ba tại vì trong cái cái a này nó lại phân tích được thành 3 nhân với một biểu thức mà đúng không nào đấy thế thì đứng trước một cái bài mà chúng ta chưa biết cách làm đi chẳng hạn chúng ta chưa biết tí gì về cái bài này thì chúng ta chỉ có thể ngồi chúng ta nháp một tí đúng không chứ còn tự dưng mà bây giờ thầy viết lời giải ra thì bọn con sẽ đặt một câu hỏi to đùng ở đấy là tại sao thầy lại làm như thế tại sao lại nghĩ được ra như thế đúng không thì đầu tiên chúng ta giả sử chúng ta là người chưa biết gì về cái bài này đi mới học từ lớp 5 lên lớp 6 học được một thời gian thì đến cái bài này bây giờ chúng ta nháp đi cho thầy là hai mũ một thì bằng hai hai mũ hai thì bằng bốn hai mũ ba thì bằng tám 2 mũ 4 thì bằng 16. Cái việc này ấy là bọn con phải tự mà thành thạo đi mà người ta gọi là thuần thục với các con số. Trên lớp mà thầy dạy thì thầy sẽ bắt bọn con viết từ 2 mũ 1 cho tới 2 mũ 20 để mà bọn con có cảm nhận rõ nét về các cái giá trị về các cái lũy thừa. Thì tiếp tục này, 2 mũ 5 thì bằng 32, 2 mũ 6 thì bằng 64. Cứ mỗi một lần mà tăng cái số mũ lên một đơn vị thì bọn con lại nhân đôi cái giá trị lên đúng không? Nhân thêm 2 mà 2 mũ 7 thì bằng 128, 2 mũ 8 thì bằng 256, vân vân. Thế thì cái tổng A mình đang nháp ở đây ấy, nó chính là gì? Nó chính là 2 cộng 4 cộng 8 cộng 16 cộng 32 cộng 64 cộng vân 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 vân. Thì bọn con thấy sao? 2 thì nó không chia cho 3. Mình đang quan tâm là chia cho 3 mà. 4 nó cũng không chia cho 3. Các số này chẳng có số nào chia cho 3 cả nhưng mà khi bọn con ngồi bọn con quan sát cái tổng này này thì bọn con lại thấy là hai cái ông này cộng với nhau nó bằng 6 nó lại chia hết cho ba hai cái ông này cộng với nhau thì nó bằng 24 nó cũng chia hết cho ba và hai ông này cộng với nhau ra 96 cũng chia hết cho ba thế thì trong cái dãy chấm chấm này này liệu có khi nào là mình cứ ghép hai ông vào với nhau và nó sẽ được các cái tổng chia hết cho ba không đó đúng không nào Và bây giờ mình bắt đầu thử Mà thôi nháp luôn à, Nháp thế rồi viết luôn nhá Ý của thầy là chúng ta sẽ ghép hai ông này làm một Ghép hai ông này làm một Đúng không À mà lại phải quan tâm xem là ghép có được không Tức là có bị thừa thiếu gì không Có bao nhiêu số hạng để mà ghép từng đôi từng đôi Ở đây là hai mũ mấy hai mũ một hai mũ hai hai mũ ba như vậy cái số số hạng nó chính là cái số mũ ở trên này này mình đếm này một hai ba bốn 60 à cái tổng này có 60 số hạng đúng không thì đầu tiên ta ghi vào đây một câu nhận xét đó là gì nhận xét là A có 60 số hạng chính là 60 cái lũy thừa cơ số 2 rồi bây giờ chúng ta mới ghép A bằng 2 mũ 1 cộng 2 mũ 2 vào một ngoặc rồi 2 mũ 3 cộng 2 mũ 4 vào một ngoặc thế thôi nhỉ chấm chấm đi cuối cùng là 2 mũ 59 cộng 2 mũ 60 vào một ngoặc. Thì đến đây bọn con làm gì? Bọn con nhớ cho thầy cái công thức là a mũ m cộng n thì bằng a mũ m nhân với a mũ n. Lớp 6 học nhân hai lũy thừa cùng cơ số thì giữ nguyên cơ số và cộng số mũ. Rồi, a nhân với b cộng a nhân với c thì đặt a ra ngoài là b cộng c. Đặt thừa số chung ra ngoài. Tính chất phân phối của phép nhân với phép cộng nhá thì đến đây thầy tạm viết thế này cho mọi con dễ hiểu 2 mũ 1 cộng 2 mũ 1 nhân 2 cộng 2 mũ 3 cộng 2 mũ 3 nhân 2 cái 2 này chính là 2 mũ 1 đấy rồi đóng hoặc cộng chấm chấm quy luật nó cũng như vậy 2 mũ 59 2 mũ 59 ở đây là 2 mũ 59 nhân 2 mũ 1 tại vì 1 cộng 59 là 60 mà rồi đến đây đặt 2 mũ 1 ra ngoài bên trong còn 1 cộng 2 1 là ở đây này Tức là cái này nó đang hiểu là nhân với 1 Thế thì A cộng A nhân C Thì đặt A ra ngoài Bên trong là 1 cộng C Tại vì cái A này chúng ta đang hiểu là A nhân với 1 Được không? Rồi đặt 2 mũ 3 ra ngoài Bên trong là 1 cộng 2 Rồi vân vân đặt 2 mũ 59 ra ngoài Bên trong là 1 cộng 2 Ổn áp chưa? 2 x 3 cộng 2 mũ 3 X 3 Cộng vân vân 2 mũ 59 x 3 Và chúng ta lại đặt con số 3 ra ngoài Thì bên trong là 2 cộng 2 mũ 3 cộng 2 mũ 5 cộng vân vân cộng 2 mũ 59 Đóng ngoặc Biểu thức A của mình đây Rõ ràng suy ra A à, chia hết cho 3 Đúng không nào?